Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá đẹp. Ủa gì vậy? Làm gì mà cô ba nhà này mặc bí xị vậy ta? Em chỉ là đang chán hay bực bội chút xíu à. Giận nhau với thằng Huy đúng không? Trời ơi, em với ổng quen nhau lâu rồi mà. Mấy cái chuyện giận hờn là chuyện bình thường thôi. Vậy thì sao buồn vậy ta? Chị có nhớ cái bữa họp gia đình không? Ờ thì mới hôm kia mà. Chị không thấy ba má kỳ cục hả? Kỳ sao? Chị nghĩ thử coi, bây giờ nhà mình á có ba đứa đúng không? Hai gái một trai. Vậy mà ba má lại quyết định là chia cho thằng Út nhiều hơn. Sau khi bán cái miếng đất ở quê là sao? Mình là con, ba má muốn quyết định sao là quyền của ba má. Mình chỉ biết nghe theo thôi. Trời đất ơi, chị nghĩ sao vậy? Em nói chị nghe nha. Bây giờ nhà mình có ba đứa, đứa nào cũng thương ba má hết. Từ trước đến giờ đứa nào cũng có trách nhiệm với ba má. Vậy mà bây giờ chia tài sản thì lại chia thằng Út nhiều hơn. Vậy sao được? Chị thấy có gì đâu mà không được. Mà không có gì mà em căng thẳng hết trơn á. Chắc là ba má phải có một cái lý do gì đó để chia cho thằng Út nhiều hơn. Hay là mình nghĩ theo một hướng khác đi. Tài sản là của ba má, thì bây giờ ba má muốn cho ai là quyền của ba má. Giống như chị nè, bây giờ nếu như ba má cho chị thì chị nhận, còn ba má mà không cho chị thì cũng không sao. Chị thấy bình thường mà. Trời đất ơi, em không nghĩ là chị cam chịu như vậy luôn á. Bây giờ đã không chia thì thôi, chứ chia là phải chia đều cho cả ba đứa. Thôi, đừng có suy nghĩ mấy chuyện này nữa, mau già lắm. Nói nghe nè, đừng có nhăn nhó nữa. Bây giờ chị Hai vô nấu chè dưỡng nhan cho em uống để đẹp da ha. Ừ, không có nói chuyện cái gì được luôn á. Vui lên đi mà, cứ nhăn hoài à. Trời ơi, sao mà chị mình có thể hờ hững như vậy được chứ. Chúng ta vừa theo dõi tình huống đầu tiên, hãy cùng lắng nghe ý kiến của các khán giả về tình huống này ạ. Mời bạn. Thì sau khi xem tình huống xong thì nếu như em mà là cô con gái đó thì em cũng sẽ rất bất bình, bởi vì con cái mà trong nhà thì trai gái đều như nhau, nhưng tại sao lại có sự phân biệt đối xử giữa con trai với con gái và chia tài sản không đồng đều như vậy? Còn ai có ý kiến gì khác hay không ạ? Mời anh ạ. Tài sản là của cha mẹ, nhưng mà cha mẹ muốn cho ai là quyền của cha mẹ. Nhưng vấn đề ở đây á, là bố mẹ cho con người nhiều người ít, mà nhiều khi có cái hiểu lầm giữa anh em với nhau dẫn đến cái bất bình như vậy thì rất là không hay. Thì chúng ta nên là bố mẹ giải thích cho con là tại sao cho người này nhiều, tại sao người kia nhiều hơn ít hơn. Dạ. Chúng ta nghe thêm một ý kiến từ khán giả. Mời chị ạ. Tôi cũng giống như người chị trong tình huống vừa rồi. Tính tôi thì cũng không thích tranh giành hay ganh đua gì hết á. Bởi vì tài sản của ba mẹ cho mà, chứ đâu phải tài sản của tôi đâu mà tôi phải tranh giành chi cho mệt. Chúng ta vừa lắng nghe ý kiến của các khán giả. Chị đang thắc mắc không biết ba má chị có gì để chia cho chị. Hoa nghĩ là Hoa thấy cái câu lúc nãy mà ông nói lúc đầu, tức là cái điều quan trọng là mình có cái tài sản để chia hay không là vui rồi. Đúng rồi, nếu mà là con mà được cái tài sản của cha mẹ cho là sướng quá rồi. Tự dưng là được một cái khoản tài sản như vậy đó là quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà tất nhiên trong nhà mà khi mà không có một cái sự đồng đều, không nói về cái chuyện chia tài sản, mà cái cách đối xử của cha mẹ đối với con cái trong gia đình bình thường, chẳng hạn như mua cho đứa này cái áo, đứa kia không có, ngay từ khi còn bé thì nó đã nó sẽ ảnh hưởng vào cái nếp của đứa trẻ từ khi bé cho đến lớn. Và sau này khi nó lớn lên và nó thấy mà lúc nào cũng đang được đồng đều anh chị em trong nhà, cứ tự nhiên đùng một cái đến lúc chia tài sản mà nó không đều thì đúng là cũng tức, dù là nhiều khi không có cái chuyện ganh đua cho chị em trong gia đình, nhưng cũng cảm thấy một cái gì đó nó áy náy, không biết mình có làm lỗi gì hay không mà tự nhiên ba mẹ giống như là để thiệt thòi về mình. Gia đình em là công bằng, em luôn cố gắng để mà đối xử công bằng với các con nhất. Nếu mà mình đủ tinh tế, đủ khéo léo á, thì mình phải làm sao để cho con mình không bao giờ nó có cảm giác rằng nó thiệt thòi hơn hai bé còn lại. Vậy thì cái điều này phải được thiết lập từ rất là sớm. Và Vân không có cái khái niệm là phải phân biệt giữa con trai và con gái. Nhưng nếu như trong một gia đình nào đó có một chút ưu ái hơn cho bé trai hoặc bé gái, thì Vân nghĩ là em bé đó nó có thể thiệt thòi hơn so với các bé còn lại, về thể chất, về tinh thần hoặc là một lý do nào đó, thì có thể chúng ta sẽ có một chút ưu ái hơn. Cái đó thì là do mỗi gia đình thôi. Nếu như Vân có phân chia khác biệt một chút thì Vân sẽ phải cho các con mình có một cuộc họp gia đình và giải thích lý do, đến khi nào các con cảm thấy thuyết phục thì thôi. Cái việc mà phân chia tài sản thông thường thì cha mẹ thường hay giải thích cho con cái lắm. Ba chia cho thằng Út gì nó như thế này thế này thế này, con thì đã có cuộc sống dù tốt đẹp hơn thì ba chia cho con như thế này thế này. Sự sẻ chia mà khi ba mẹ dạy cho con ngay từ nhỏ nó không có thì tất nhiên nó sẽ có sự phân biệt đó. Nhưng nếu mà trên phương diện là anh em với nhau, chị em với nhau, mà nếu chị luôn luôn cảm thông với em, luôn luôn chia sẻ với em,
luôn luôn dìu dắt em thì anh nghĩ cái vấn đề này nó cũng sẽ giải quyết nhẹ nhàng. Nhưng mà như hoàn cảnh gia đình hồi nãy mà chúng ta thấy á, thì cô chị á, là tỏ ra là không có quan tâm đến chuyện này, nhưng mà lại có vẻ là vô tư quá. Có thể bản thân mình thấy vô tư trong chuyện này, nhưng mình thấy phản ứng của em như vậy, mình cũng phải có cách để mình xoa dịu tình hình, tại vì mình là chị mà. Nói chứ đụng tới tài sản là rất là khó. Chưa có thôi, có mới biết lòng người. Đúng rồi. Trong cái tình huống này đó, bản thân chị là chị đứng về phía cô chị. Bởi vì cái quan điểm của tôi là tôi rất là ghét ai mà có cái suy nghĩ là coi tiền và tài sản của người khác là của mình. Cho nên cho dù đó là của cha mẹ mình thì cũng là của cha mẹ mình, không thể nào là của mình hết đó. Thành ra là cha mẹ mình thích cho ai thì cho, mình không có quyền gì đòi hỏi hết đó. Cho nên quan điểm của tôi là người phụ nữ nào và người con nào mà có được cái thái độ giống như cô chị kia là tôi rất là hoan nghênh. Còn ngược lại, những người mà giống như cô em á, hằng học và bắt đầu tìm mọi cách để làm sao lấy cái tài sản đó thì tôi nghĩ là nên ngừng lại, suy nghĩ. Bởi vì cái số tiền mà không phải của mình làm ra thì vẫn luôn luôn là không phải là của mình. Nếu gia đình nào đang có tài sản thì hãy sống trên pháp luật. Chúng ta đừng có vì sự cảm tính mối quan hệ gia đình. Trời ơi, cha mẹ con cái, ai lại được tờ giấy với nhau, ai lại ra công chứng, ai lại thừa phát lại làm gì. Chính cái đó đó, nó làm cho mình á, một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Sau này không có xử lý giải quyết được. Vậy thì nếu mà các bậc cha mẹ mình mà còn sáng suốt minh mẫn thì mình cứ để cho những người mà có chuyên môn về pháp luật họ hướng dẫn cho mình. Pháp luật thì quy định như thế, còn đằng sau đó là tình yêu thương với nhau thì cha mẹ cho theo cái tình yêu thương đó, không được lấy quyền làm con của mình để đòi hỏi cha mẹ, để chỉ định cha mẹ là phải phân chia tài sản như thế nào. Và cái vấn đề nếu mà giữa cha mẹ, con cái và anh em mà lỡ mà nó đang có những cái sự cố giống như tình huống mình thấy đó, thì tôi nghĩ rằng là hãy bình tĩnh để mà trao đổi với nhau. Thực sự là có nhiều gia đình đó, ta thiếu cái sự tương tác giao tiếp. Dạ. Bởi vì mình bị một cái bệnh sĩ, chị Hoa. Nói tới tiền bạc á, là sĩ diện. Tôi thì đâu có vậy, đâu quan tâm gì đâu. Nhưng mà đến khi thấy phía bên kia bắt đầu có một cái biểu hiện xâm lấn, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, mà đôi khi đó có người ta chưa xâm lấn nhưng mình cảm thấy là lợi ích của tôi có nguy cơ bị xâm hại, cái tính chiến đấu nó tăng lên. Mà người nào mà thiếu sự rèn luyện sống bản năng một chút thôi là lúc đó rất là khó lường. Nên tôi cho rằng là những lúc nào mà đang thoải mái, vui vẻ, bình tĩnh nhất á, thì cứ đem chuyện đó ra mà nói một cách rõ ràng, minh bạch với nhau. Cái điều đó nó sẽ cũng giúp cho mình hóa giải được những cái tình huống mà khi mình mất kiểm soát, mình lời ăn, tiếng nói, hành vi cử chỉ, nó gây những cái nguy cơ nó còn nặng nề hơn cả cái việc mình không được chia tài sản.